Xin chào toàn thể anh em đồng bóng thân thương. Như vậy là mùa giải chúng ta chỉ còn cách đúng một trận đấu nữa mà thôi, đó là trận chung kết Champions League. Vào rạng sáng nay thì Sevilla cũng đã xuất sắc ngược dòng để đánh bại Inter ở trận chung kết Europa League. Qua đó họ xứng đáng lên ngôi. Đó là một trận đấu mà chúng ta theo dõi, nếu như các bạn theo dõi từ đầu đến cuối thì sẽ cảm nhận được cái tốc độ, sự hấp dẫn của cái cuộc đối đầu này, từ những pha rượt đuổi tỷ số cho đến những cái dấu ấn chiến thuật của cả huấn luyện Lopetegui và Antonio Conte. Sẽ còn rất nhiều điều chúng ta sẽ nói về trận chung kết Europa League này trong Có Thể Bạn Chưa Biết. Nếu như ở sân chơi đấu cúp cao hơn là UEFA Champions League thì Real Madrid chứng tỏ mình là ông hoàng tại giải đấu này với 13 lần lên ngôi vô địch. Thì ở giải đấu cúp C2 cấp thấp hơn thì Europa League, một đội bóng đồng hương của Real, cũng chứng tỏ mình là ông vua của sân đấu này. Bằng chứng là trận đấu rạng sáng nay là lần thứ 6 Sevilla có mặt ở trận chung kết Europa League, hay tiền thân trước đây của nó là UEFA Cup, và họ đã toàn thắng cả 6 trận khi mình góp mặt ở trận chung kết 6 lần. Những lần vô địch Europa League trong lịch sử của Sevilla diễn ra vào các năm 2006, 2007, 2014, 2015, 2016. Và trước Inter Milan thì những bại tướng của Sevilla lần lượt là Middlesbrough, Espanyol, Benfica, Dnipro và Liverpool. Xếp ngay sau đội bóng xứ Andalusia về số lần vô địch là 4 câu lạc bộ đã có 3 lần đăng quang tại sân chơi này, đó là Inter, Juventus, Liverpool và Atletico Madrid. Hai câu lạc bộ giành ngôi Á quân nhiều nhất ở Europa League là Benfica với 3 lần và Marseille cùng với 3 lần. Góp công cực lớn vào chiếc vô địch Europa League mùa giải này của Sevilla, chúng ta thấy đó là tiền đạo người Hà Lan Luke de Jong. Dù chỉ là cái tên được huấn luyện viên Juan Lopetegui xếp đá chính hay chơi chân sút chủ lực Youssef El-Nesyri, nhưng cầu thủ người Hà Lan đã không phụ lòng ông thầy của mình với hai bàn thắng vào các phút 12 và 33. Luke de Jong cũng đã chính thức đi vào lịch sử với kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi hai bàn bằng đầu ở một trận chung kết cúp châu Âu, tính cả Europa League và Champions League. Ngoài ra, Luke de Jong cũng là cầu thủ thứ 12 lập được cú đúp ở một trận chung kết Europa League hay trước đây là UEFA Cup. Trước đó, cũng chính De Jong vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định từ cú đá cận thành để giúp đội bóng của mình đánh bại Man United 2-1 ở bán kết. Có thể thấy Luke De Jong chính là con gà đẻ trứng vàng cho câu lạc bộ vùng Andalusia. Về phía bãi tướng của Sevilla, Inter, chúng ta cũng có rất nhiều điều để nói. Nổi bật trong số này là Diego Godin, người thứ 6 trong lịch sử ghi bàn ở cả hai trận chung kết đấu cúp của cúp châu Âu, đó là Champions League và Europa League. Trước khi ghi bàn cho Inter ở trận chung kết vào rạng sáng nay thì Diego Godin đã từng lập công cho Atletico Madrid ở trận chung kết Champions League 2014 trong cuộc đối đầu với Real Madrid. Trước Diego Godin, có 5 người cũng làm được điều tương tự, đó là Steven Gerrard, Hernan Crespo, Dimitri Alenichev, Alan Simonsen và Pedro. Có thể nói mùa giải vừa qua là một mùa giải đầy thăng hoa của Romelu Lukaku. Chúng ta thấy được hình ảnh của Lukaku phần nào đó khi anh còn chơi bóng cho West Brom hay là Everton. Những cú nước rút phi thường, một sức mạnh cơ bắp đầy ấn tượng và những bàn thắng cực kỳ quý giá. Đó là những gì mà chúng ta đã từng chứng kiến Lukaku ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Và ở mùa giải này thì tiền đạo người Bỉ cũng đã để lại những thông số vô cùng ấn tượng. Cụ thể với bàn thắng mở tỷ số từ chân phạt đền, Lukaku đã có được 34 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này và có trận thứ 11 liên tiếp ghi bàn tại Europa League, một kỷ lục mà mình tin là sẽ tồn tại rất lâu nữa. Anh cũng sang bằng thành tích ghi bàn của Ronaldo béo ở mùa giải ra mắt Inter 97-98. Trong mùa giải năm đó thì người ngoài hành tinh đã có được 34 bàn và 5 kiến tạo sau 47 trận đấu, đạt hiệu suất 122 phút mỗi bàn. Trong khi đó, Lukaku còn ấn tượng hơn với 34 bàn và 6 kiến tạo sau 51 trận, đạt hiệu suất 120 phút cho mỗi bàn thắng. Không những vậy, Lukaku trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 trận đấu cúp liên tiếp tại vòng knockout tại các cúp châu Âu sau Cristiano Ronaldo kể từ năm 2012 đến 2013. Xét trên khía cạnh lập công thì bàn thắng mở tỷ số từ chấm phạt đền của Lukaku cũng là một trong bàn thắng phải nói là sớm nhất lịch sử trong các trận chung kết UEFA Cup và Europa League. Cụ thể là quả penalty của Lukaku được anh thực hiện ở phút thứ 5. Trước đó, chỉ có bàn thắng ở ngay phút thứ 3 của Marcus Babbel ghi được cho Liverpool trước Alaves vào năm 2001 là sớm hơn bàn thắng của Lukaku. Lukaku đã tỏa sáng trong đêm ngày hôm qua với hai bàn thắng góp công cho Inter. Tuy nhiên, ở những phút cuối trận thì Lukaku lại trở thành tội đồ để giúp cho Sevilla có được chiếc cúp thứ 6. Thật đáng tiếc cho Lukaku. Và điều đáng buồn là chính bản thân Lukaku lại lỡ hẹn một lần nữa với một danh hiệu lớn. Đến nay thì chức vô địch duy nhất mà anh giành được chỉ là ngôi vô địch quốc gia Bỉ trong mùa ảo của Anderlecht mùa giải 2009-2010.
Trái ngược với nỗi đau của những người Inter thì vào đêm qua cũng có một cầu thủ được nhận huy chương rất đặc biệt. À, nói về việc nhận huy chương thì theo những thông tin mình có đọc thì Romelu Lukaku đã từ chối nhận huy chương. Tuy nhiên bên phía Sevilla có một tấm huy chương vàng cực kỳ đặc biệt, đó là Javier Hernandez hay còn biết đến với biệt danh là Chicharito. Lúc này thì tiền đạo người Mexico đang thuộc biên chế câu lạc bộ Los Angeles Galaxy. Tuy nhiên vào giai đoạn nửa đầu mùa giải, tiền đạo này thiếu cho Sevilla có được 3 bàn thắng sau 15 trận đấu. Quan trọng nhất là cựu tiền đạo của Man United cũng tham gia tích cực vào chiến dịch Europa League khi thi đấu 4 trận và ghi được 2 bàn, qua đó đủ điều kiện để nhận huy chương vàng. Dù Sevilla đã lên ngôi vô địch nhưng hành trình tiến đến trận chung kết và giành được chức vô địch mùa này của họ không hề bằng phẳng một chút nào. Họ liên tục đụng độ với những tên tuổi trên đất Đức và diễn biến những trận đấu đó cũng rất khó lường với một cái tên đến từ chính hàng phòng ngự của đội nhà. Cụ thể, trung vệ Diego Carlos của Sevilla phạm lỗi dẫn tới penalty liên tiếp ở tứ kết, bán kết và chung kết Europa League. Đặc biệt hơn, cả 3 lần phạm lỗi nói trên đều đến từ những phút đầu tiên của trận đấu. Ở cuộc đối đầu với Wolverhampton, anh có phạm lỗi với Adama Traore ở phút thứ 11, nhưng may mắn cho Sevilla là Raúl Jiménez lại đá hỏng. Ở bán kết, Diego Carlos lại tiếp tục phạm lỗi với Rashford và Bruno Fernandes đã tận dụng thành công lợi thế này vào phút thứ 8. Còn ở trận chung kết, Romelu Lukaku với một pha bứt tốc cực thẳng vào vòng cấm địa đã buộc Diego Carlos phải phạm lỗi và trừ cản, dẫn đến quả penalty ngay từ phút thứ 5. Julen Lopetegui là một cái tên không còn quá xa lạ với những người hâm mộ bóng đá châu Âu trong suốt thời gian vừa qua. Sau những lùm xùm hậu World Cup 2018 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid, sự nghiệp dẫn dắt của Julen Lopetegui gặp nhiều trắc trở cho đến khi ông nhận lời lèo lái con tàu Sevilla hồi hè năm 2019. Kể từ thời điểm đó, đại diện vùng Andalusia trở thành một đội bóng khó chịu ở La Liga, đồng thời vẫn giữ vững được tố chất của một nhà vô địch tại Europa League. Cụ thể, Julen Lopetegui trở thành chiến lược gia Tây Ban Nha thứ 6 vô địch giải đấu này sau Juan de Ramos mùa giải 2006-2007, Unai Emery 24-25-26, Rafael Benitez 24-2013, Luis Moloney 85-86 và Kike Sanchez Flores năm 2010. Có thể nói có thời gian tròn 2 năm sau mùa hè 2018 thật là quá đỗi thăng trầm dành cho Julen Lopetegui. Tuy không liên quan đến hai đội bóng góp mặt ở trận chung kết Europa League vừa qua, tuy nhiên tiền vệ Bruno Fernandes của Man United cũng đã có một nửa sau của mùa giải cực kỳ thành công với đội bóng mới của mình và anh cũng đã được vinh danh trong giải thưởng cá nhân của Europa League. Cụ thể, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã giành được ngôi vị vua phá lưới với 8 bàn thắng, nhiều hơn Romelu Lukaku đúng 1 bàn. Trong 8 bàn của Bruno tại Europa League mùa này, có 5 bàn anh ghi được trong mùa áo của Sporting và 3 bàn còn lại là trong mùa áo của Man United. Đó là một bản thành tích cực kỳ ấn tượng dành cho tân binh của Quỷ Đỏ. Hy vọng đó sẽ là bàn đạp để giúp Bruno Fernandes cùng với Man United có thể gặt hái được những thành công trong tương lai. Và đó là tất cả những gì có trong có thể bạn chưa biết tuần này. Một cái số đặc biệt sau trận chung kết Europa League và dĩ nhiên tụi mình cũng sẽ làm một số đặc biệt sau trận chung kết Champions League. Mong các anh em đội bóng nhớ đón xem. Ở Sevilla một lần nữa chứng tỏ mình là ông hoàng tại sân chơi này với 6 lần vô địch ở 6 lần có mặt ở trận chung kết. Và họ đã lần lượt đánh bại những tên tuổi phải nói rất sừng sỏ của bóng đá châu Âu như là Roma, như là Man United và Inter. Một cái giải đấu phải nói là mang tính chiến thuật đặc biệt của Julen Lopetegui và cũng xuất phát từ một tiền đạo rất đặc biệt, đó là Luke de Jong. Một chút may mắn nữa khi mà Romelu Lukaku cũng đã góp phần giúp cho Sevilla có được cái chức vô địch đáng nhớ này. Một lần nữa xin chúc mừng đội bóng đến từ vùng Andalusia. Họ một lần nữa là ông vua đích thực tại sân chơi Cúp C2 châu Âu Europa League. Xin chia buồn với Inter Milan và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong mùa giải tiếp theo và Inter sẽ trở lại Champions League. Và còn rất nhiều điều mà chúng ta sẽ còn nói sau trận chung kết sắp tới đây giữa Bayern và PSG. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo trong Có thể bạn chưa biết.